Và hôm nay là vườn Bảo Khánh bên em xin giới thiệu mọi người cây mít Malai cái dài đây, cây cao 3 mét, thì cái số lượng cây này rất là ít và cây đang sẵn quả này. Mọi người nhìn quả của cây mít Malai này đấy, cái quả nó rất là dài, nhìn bé tí thôi mà đã rất là dài rồi này đấy, đặc biệt là dài và rất là ngon đấy. Đặc trưng của cây mít Malai là lá nó rất là tròn và to đấy, gần bằng cái bàn tay của em rồi này đấy. Và đặc biệt là cây này là đang sẵn quả đấy, đang sẵn quả đây này đấy, và đang sống trong bầu rất là ổn định mọi người nhá. Thì cây bên em là đấy, chi di chuyển này, bầu đất này, rễ bên trong này, cây này đấy, và đang sẵn quả này đấy. Số lượng cây này thì không có nhiều, mọi người đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ thì bên em sẽ gửi ship gấp cho mọi người nhé, vì cái số lượng cây này nó không có nhiều đấy. Cây thì đang đều là sẵn quả hết rồi mọi người này đấy. Cây mít Malai thì trái nó nhìn nó dài, rất là dài luôn, nó khác hoàn toàn cái trái mít bình thường của mình đấy. Và em cảm ơn mọi người.